Vâng, Linh Kiện 789, xin chào anh Trần Đức Thiện ở Hà Nội và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em làm video này để test cho anh Thiện bao gồm là 4 sản phẩm. Đây là mạch hạ áp DC xuống DC. Điện áp chúng ta cấp vào là từ 20 đến 70V. Và điện áp chúng ta hạ xuống có thể điều chỉnh từ 2,5 cho đến 58V. Dòng điện tối đa mạch này nó làm việc là 30A. Công suất tối đa làm việc là 800W. Và lần lượt từng sản phẩm một thì em sẽ test xong và đánh dấu ký hiệu lên để cho anh yên tâm là sản phẩm khi anh nhận được nó sẽ là sản phẩm hoạt động tốt. Mạch này thì nó rất thích hợp cho anh em sử dụng để lắp vào cái hệ năng lượng mặt trời. Chẳng hạn như bây giờ anh em có cái hệ pin nó những 48V hoặc là 24V. Nhưng mà trong khi đó thì chúng ta lại dùng cho những cái bình ắc quy nó thấp hơn. Thì chúng ta cần phải hạ cái điện áp đó xuống để cho nó phù hợp với bình ắc quy, nó không bị sạc quá áp. Đây là nguyên bản này, cái mạch này. Đấy. Mạch đầu tiên này. Đấy, chúng ta nhìn cái mạch nó rất là hoàn thiện, rất là tốt, có sẵn quạt tán nhiệt luôn để cho nó đảm bảo được làm việc tốt hơn. Trong cái quạt tán nhiệt này thì nó sử dụng bằng cái con cảm biến nhiệt độ dưới đây này, nó sẽ điều khiển cái quạt tán nhiệt này nó quay theo tốc độ nên chúng ta không lo về cái tiếng ồn. Đầu vào thì để theo hướng như cái mạch này thì bên trái này là đầu vào, còn bên phải này là đầu ra. Đầu ra nó có để sẵn chúng ta hai cái cốt luôn, thì về nhà chúng ta cho dây vào đây là kẹp cốt nó lại và sử dụng thôi. Ở trên đây thì có một cái cầu chì 20A đầu vào này. Còn đầu ra này chúng ta sẽ có hai cái biến trở tin chính. Một cái là chúng ta điều chỉnh cái dòng điện đầu ra và một cái thì điều chỉnh cái điện áp đầu ra. Ok. Bây giờ đầu tiên thì em sẽ test này. Hiện tại ở đây là điện 20 đến 70V đầu vào, mà bây giờ em có cái bình 12V này thôi. Em phải lấy thêm một cái bình ắc quy nữa nối tiếp để cho nó lên 24V nhé. Ok, bây giờ sẽ nối thêm một cái bình ắc quy nữa. Rồi. Ở trên cái mạch này ạ, đầu vào nó ghi ký hiệu rất là rõ ràng. Đây, bên trái này nó ghi chữ VIN cộng và VIN trừ, có nghĩa là vôn in và vôn in cộng và vôn in trừ ấy. Thì chúng ta đấu đúng cái điện áp âm dương vào đây. Và trước khi về nhà sử dụng chúng ta phải làm những cái bước như thế này nhé. Đầu tiên là chúng ta cấp nguồn vào đó, làm cho nó tất cả các cái mối được đấu nối vào nó chắc chắn và đúng đúng cực âm dương, không được đấu sai. Đấu sai là dẫn đến có thể hỏng ngay. Đấy. Sau khi chúng ta cấp nguồn vào rồi thì mạch nó mặc định nó làm việc luôn. Thì để xem là bây giờ điện áp bao nhiêu nhá. Điện áp hiện tại bây giờ em đang cấp vào nó rơi vào khoảng tầm 24,56V. Điện áp đầu ra mặc định nó đang để 22,5V. Rồi. Đầu tiên thì chúng ta muốn chỉnh điện áp sử dụng một cái tua vít hai cạnh điều chỉnh cái biến trở màu xanh dương, nó nằm ở phía cái đèn xanh dương sáng sáng đây. Vặn ngược chiều kim đồng hồ thì nó lại tăng lên, đấy, nó tăng lên 24V này. Vặn theo chiều kim đồng hồ thì nó giảm xuống. Chẳng hạn trong trường hợp này, cái năng lượng mặt trời của em vào nó là hệ 24V giống như lúc nãy em cấp vào ấy. Bây giờ em muốn sạc cho cái bình 12V. Mà bình 12V thì nó có 3 dạng, một dạng là pin 3,2V thì nó là 14,6V là đầy. Một dạng là pin 3,7V thì nó là 12,6V là đầy. Còn một dạng nữa là bình axit chì thì nó rơi vào tầm 13,8 đến 14V là đầy. Chẳng hạn như trong trường hợp này anh sẽ sạc vào cho cái bình axit chì nó rơi vào khoảng tầm 13,8. Như vậy là em sẽ chỉnh vào 13,8V. Nếu mà chúng ta giảm quá đà thì chúng ta quay lại để cho nó lên đến 13,8 nhé.
Ok. Như vậy là điện áp em chỉnh được là 13,83V. Thì các bạn lưu ý nhá, cái mạch này nó chỉ có chức năng là nó giảm cái điện áp đầu vào xuống thành một điện áp thấp hơn, chứ nó không có chức năng tự ngắt khi đầy. Các bạn lưu ý như vậy. Có nghĩa là khi chúng ta đã đưa ra 13,8 thì cái bình ắc quy chúng ta khi nào mà nó 13,7 thì nó sạc bằng đến khi nào lên đến 13,8 thì nó sẽ giảm bớt cái dòng điện, nó không sạc vào nữa thôi. Chứ thực tế ra thì nó vẫn cứ cho điện ra chứ nó không có ngắt hoàn toàn đâu anh em nhé. Anh em lưu ý giùm mình. Còn ở bên phía bên này sẽ có một cái biến trở để chúng ta có thể điều chỉnh cái biến trở này cho cái dòng điện đầu ra theo đúng như nhu cầu. Sau khi các bạn muốn đo được dòng điện bao nhiêu á thì các bạn dùng hết cái bình bình ắc quy đi. Các bạn lắp bình ắc quy vào đây thì chắc chắn lúc đấy mạch nó sẽ đẩy đẩy điện vào đúng không ạ? Đẩy điện vào thì trong khi đó chúng ta phải kẹp dòng xem là dòng lúc đó được bao nhiêu. Và nếu như muốn dòng cao hơn hoặc thấp hơn thì chúng ta sẽ tăng bằng cái biến trở ở đây để làm sao cho nó tăng lên và giảm xuống theo cái đồng hồ kẹp dòng. Rồi như vậy là cái mạch đầu tiên hoạt động rất là tốt. Em sẽ tháo ra và để đánh dấu ký hiệu nhé. Cái phần dòng điện này thì nó tùy theo mục đích nhu cầu từng người chứ nó không thể là có một cái nguyên lý nhất định được. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu này. Trên cái mạch này nó cũng đẹp lắm rồi. Em đánh dấu miếng nhôm đi. Một mạch này hoạt động tốt này. Tiếp theo em sẽ test cái sản phẩm số 2. Thì nó cũng tương tự như vậy thôi, chả khác gì cả. Chúng ta cứ đấu nối đúng điện âm dương vào đây và sử dụng cài đặt xong rồi chúng ta sẽ sử dụng. Lưu ý là chúng ta phải điều chỉnh điện áp trước khi chúng ta cấp tải đầu ra, chứ không nên cấp tải vào rồi mới chỉnh điện áp nhé. Như vậy là nó sẽ lệch nhé, bởi vì tải vào nó sẽ bị tụt áp mà. Đây, điện đầu vào này 24,5 này, bây giờ em giảm xuống thành 13,8 nhé. Ok, em đã chỉnh là nhà 13,85 này. Đấy, như vậy là mạch hoạt động cũng tốt luôn. Em đánh dấu ký hiệu lên mạch số 2. Ký hiệu mạch 02 này. Bộ số 03. Điện áp đầu vào là 24,54 này.
Rồi, chúng ta đo để nắp đầu ra này. Ok, như vậy là em chỉnh xong 13.82 này. Rồi, mạch số 3 này hoạt động cũng rất là tốt. Và cái mạch cuối cùng trong video test ngày hôm nay. Điện áp vào là 24.6V, 2.55. Điện áp ra. Ok, em đã chỉnh được 13.82V. Rồi, như vậy là tổng tất cả hôm nay em test cho anh Trần Đức Thiện 4 cái mạch hạ áp từ 20 đến 70V đầu vào DC, và nó có thể giảm xuống 2,5 cho đến 58V DC. Và mạch này hoạt động rất là tốt. Đây là ký hiệu của mạch số 04. Rồi, như vậy là em xin cảm ơn anh Trần Đức Thiện đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm của bên em. Và nếu như bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để đặt hàng. Ngoài ra thì bên em có bán hàng ở trên Sendor, Shopee và Lazada. Các bạn có thể lên đó tìm kiếm với từ khóa là linh kiện 789 để mua hàng cũng được. Cuối cùng thì xin cảm ơn anh Thiện, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng sau.